Bình Dương nhắn ba quá đi thôi. Mấy đứa nhỏ nó cứ nhắn hoài, ba ơi like đi, sao không thấy ba like. Mà thật sự ra cái vở tuồng Mão Đâu Tin Gián Thế nó chiếm thời gian của Luân rất là nhiều về cái khâu tổ chức. Rồi sau khi mà cái show diễn xong á, thì mình làm những cái động tác hậu của đêm diễn cũng khá là phức tạp, nó nhiều cái phải chi rồi cân đong đo đếm rồi tất cả mọi thứ. Bữa nay thì mới hoàn toàn ổn định, cũng chưa hả? Cũng chưa về Đồng Tháp đi ba, ok hết mưa là ba về nhé. Ninh Thuận thì em thấy này có người mà luôn đi Ninh Thuận nhưng mà luôn thấy mưa gió quá, luôn chưa có trả lời Ninh Thuận luôn á. Còn tiền ngáo gì nữa, ngáo gì nữa, gọi tên tiền ngáo đi anh. Từ từ nó mới nhừ con. Thank you, cảm ơn mọi người đã follow trang của Luân nha. Bích Ngọc, hello anh Ngọc Quyên, thank you Ngọc Quyên. Hồng Quế, Ngọc Phan ở Cần Thơ, chị nào học Phan Cần Thơ. Chắc có lẽ là bớt bớt mưa đi. Luân cảm ơn mọi người đã lúc nào cũng quan tâm tới tới cái hoạt động nghệ thuật của Luân, và gần đây nhất là cái Mão Đâu Tin Gián Thế của Luân và chị Ngọc Huyền. Trong 2023 này là có một cái sự liên danh mới, đó là nghệ sĩ Ngọc Huyền và Vũ Luân. Luân và chị Ngọc Huyền sẽ có những cái vở tuồng quay hình cũng như là cái sân khấu để có những cái sản phẩm, nhiều cái sản phẩm để ra mắt công chúng. Và đặc biệt nhất là cái vở Mão Đâu Tin Gián Thế thì được khán giả hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Sẵn đây thì Luân xin cảm ơn lời cảm ơn sâu sắc nhất của Luân và chị Ngọc Huyền cũng như là ekip. Cảm ơn gia đình mình đã ủng hộ cải lương nói chung và ủng hộ đoàn của Vũ Luân nói riêng. Thì trong cái vở Mão Đâu Tin Gián Thế thì sau khi ra mắt thì có rất là nhiều khán giả gửi lời khen Luân, chị Huyền cùng với ekip. Thì ngày 23 tháng 9 nếu không có gì thay đổi thì Luân sẽ cho ra cái poster tái diễn cái vở này cho những bạn ở xa, những quý vị ở xa chưa có thời gian đến xem cái Mão Đâu Tin Gián Thế, thì chúng ta coi trực tiếp trên sân khấu thì chúng ta sẽ thấy rất là hay. Và cảm ơn tình thương của tất cả quý vị đã dành tặng cho Vũ Luân. Có nhiều người coi rồi cũng muốn xem lại, cho nên là Luân sẽ tái diễn, bởi vì đầu tư một cái vở như thế rất là tốn kém, mà mình hát một suất thì rất là uổng nha mọi người. Thì cái lịch của bên công ty Luân á là sẽ tái diễn ở ba thành phố lớn, đó là Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội. Thì mọi người nhớ vào cái phở bò của Luân để xem những cái hoạt động mới nhất của Luân nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tâm lý xã hội hả? Thì nếu nếu như mà có cái thời gian và chọn được những cái vở tuồng, thật sự ra đó là mọi người biết là bây giờ chọn một cái thứ tuồng, một cái vở tuồng để mà ăn khách đó rất là khó. Bây giờ thí dụ như mình dựng lại những cái vở ngày xưa thì cũng là dựng lại những cái vở ngày xưa của cô chú ngày xưa thôi, nhưng mà để viết một cái kịch bản tuồng cổ rất là khó, mà nhất là đề tài lịch sử nha mọi người. Có nhiều người nói là tại sao không dựng lịch sử, bây giờ có ai viết lịch sử nữa đâu mà dựng đấy. Rồi có ai chịu xem lịch sử nữa hay không? Nếu như mà những bạn nào đã từng lên tiếng là dựng những cái vở lịch sử thì nó sẽ hay hơn, thì các bạn dựng đi, các bạn làm cho chúng tôi thấy, rồi chúng tôi sẽ chạy theo đấy. Còn bản thân của Luân thì Luân làm những cái gì mà nó không mất an toàn, bởi vì chúng ta bỏ đồng tiền ra chúng ta
đầu tư và chúng ta mong thu hồi vốn để chúng ta tái sản xuất. Cái hướng trước mắt của Luân là luôn muốn được giữ lửa cho sân khấu cải lương, chứ mình không có dám nói là mình sẽ vực dậy sân khấu cải lương, vực cái gì nổi. Cái đó là do mấy vị lãnh đạo hoặc là những người có uy tín trong nghề làm, họ làm nổi, họ trên sàn mình làm nổi. Cho nên là cái hướng của các đơn vị xã hội hóa là hiện tại bây giờ là đang gìn giữ lửa để cho anh em nghệ sĩ họ có một cái đêm diễn họ tập trung lại thôi. Chứ mọi người thấy là nhiều khi mình diễn một tháng như vậy rồi đâu có đủ kinh phí để sắm một anh hậu đài, một anh nhạc sĩ hay là một tác giả. Không phải là họ chăm bẩm vào cái suất hát đó là họ ăn cả tháng đâu. Hồi xưa mình viết một tuần là mình ăn cả đời, nhưng mà bây giờ mình tham gia là chủ yếu là mình tham gia vui thôi, và giữ lửa để cho các bạn ấy còn cái hạnh phúc khi làm nghề thôi. Chứ còn mình không dám nói mình sẽ làm cái gì đó to lớn cho cải lương. Và sắp tới thì Luân cũng sẽ, Luân với là chị Ngọc Huyền cũng sẽ dự tính là dựng những cái vở tâm lý xã hội, nhưng mà cũng phải lựa những cái vở tuồng hay. Ba có về tỉnh biên lâu lắm rồi đó, lâu lắm rồi Luân không có về tỉnh biên. Còn nhớ ba toàn là nhớ ba không, mà tụi con có đi coi ba hát không. Cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Hiện tại bây giờ là thời gian buổi chiều, nhưng mà là buổi sáng của Luân đó nha mọi người. Luân mới dậy thôi. Tây Ninh đang mưa lớn. Trời ơi, nói chung là mùa này là mùa của ông trời mà. Mùa này là mùa của ổng, cho nên là ổng được nguyện mưa. Chào anh Vũ Luân, chào em nha. Chào gia đình mình nha mọi người. Buổi chiều hôm nay là Luân thấy mà mặc dù điện thoại tối, Luân sạc nó không có vô pin, cũng sắp hết pin rồi, nhưng mà Luân cũng like, ngồi like cho mọi người thấy là cái không khí buổi chiều hôm nay rất là thoải mái. Và Luân ngồi để relax cho nó không khí buổi chiều cho nó mát mẻ, và chuẩn bị tối nay Luân đi hát. Và Luân nghĩ là cần phải like chút xíu để cho các con thấy mặt Luân, rồi quý vị thấy mặt Luân. Và sẵn đây thì Luân cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình mình đã ủng hộ Luân cái mạo đôi tình gian thế. Và hy vọng là mọi người cũng sẽ coi tái diễn nha mọi người. Ây da, cảm ơn nha mọi người, cảm ơn đã tặng cùng chơi Luân, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Buổi chiều mà ngồi mình ngắm ông đi qua bà đi lại cũng vui, ra ngoài trước đường ngồi ngắm ông đi qua bạn lại vui lắm mọi người. Không biết là các con với là các bạn ở trên trang gia đình của mình nè, trang TikTok của Luân á, là mọi người có giống Luân không? Mỗi lần Luân nhìn trời mưa là Luân rất là thích, và mỗi lần trời chuyển mưa hay là mưa bụi hay là mưa lớn, Luân thường là Luân dành thời gian ít nhất 15 phút nửa tiếng để ngồi ngắm mưa. Mà nhất là đi xe hơi á, mà gặp trời mưa lớn á, Luân cũng rất là thích. Kiểu đấy, dù là mọi người biết là máy của Luân hết pin nha mọi người. Luân nói mọi người nghe rõ không? Tại Luân để điện thoại hơi xa. Cảm ơn Ngọc Ngân nha. Mẹ ơi mẹ, bữa nay chủ nhật ở nhà mẹ có vui không?